Mascherano thì hiện tại thì em thấy là vẫn đang làm tốt nhiệm vụ là một người đánh chặn để có thể chặn được những đợt tấn công của những cái phía khung thành của thủ môn nữa thôi nha. Vâng, thứ một thì thầy Hoàng Tôn có cái dự đoán khá là chậm đội tuyển Argentina sẽ qua cái đội tuyển Mỹ thì sẽ không được, bây giờ thì đã phải ngã rồi, và họ cho thấy rằng là thậm chí là nếu có thể xử lý tốt hơn thì thậm chí Argentina có thể ghi được nhiều hơn một bàn thắng. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì Hoàng Tôn với một tình cảm dành cho Argentina và dành cho Lionel Messi thì bạn chờ đợi điều gì? Theo như nghĩ thì đội tuyển Bỉ thì sẽ phải chỉnh lại một chút xíu về cái chiến thuật và lối chơi, vì theo những xét của anh thì Bỉ đã vào nhập cuộc và tiếp theo thêm Bỉ dẫn trước một bàn thì anh nghĩ là Bỉ sẽ phải tấn công mạnh mẽ hơn nữa, và Argentina thì vẫn phải tìm những cái sơ hở của Bỉ để mà tiếp tục có thể nói là ghi thêm một bàn nữa, và anh nghĩ là trận đấu này sẽ có thể kết thúc với tỷ số 2-0. Vâng, 2-0 cho Argentina. Như anh Phan Đăng đã phân tích thì đội tuyển Mỹ đã nhập cuộc ở trận đấu này với một cái đấu pháp có thể nói là tương đối sai lầm. Họ gặp đội bóng mạnh hơn nhưng mà họ lại chơi cởi mở quá, họ lại muốn áp đặt cái trận, muốn thi đấu ép sân và muốn tràn lên tấn công ngay thi đấu. Bây giờ thậm chí là Mỹ còn phải dâng cao đội hình hơn trong hiệp thi đấu thứ hai, bởi vì bây giờ đã thua bảng rồi, mà về nước. Vâng, vậy thì tấn công phải gỡ, nhưng mà tấn công thế nào để gỡ? Chứ tấn công này cũng ổn. Vậy thì tôi quan sát là thấy là huấn luyện viên Marvin Moss là một người khá là sắc sảo trong cái sự thay điều chỉnh chiến thuật và thay người trong những trận đấu mà đội tuyển Bỉ đã giành. Về tư tưởng đá, thứ hai là về nhân sự đá. Về tư tưởng đá thì đúng là thua thì phải tấn công, nhưng mà nếu tấn công ngay thì không nên thì chết ngay, rất dễ ăn phản đòn. Thời điểm nào thì tấn công, tấn công xong rồi thì chống phản công, đây là điều phải tính. Tôi nghĩ rằng là nếu như Bỉ đá chậm chắc và giữ tỷ số thua 0-1 trong khoảng 25 phút đầu hiệp 2 và 20 phút cuối thì bùng nổ đá nhưng không còn gì để bận, họ có cơ hội. Chứ nếu như đầu hiệp 2 lại tốc lên lại đá, rất dễ thua sớm là chết. Như vậy là về tư tưởng đá phải biết chọn thời điểm để tấn công. Và thứ hai nữa là về nhân sự đá, tôi cho rằng là Origi ở cái